Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Nukeda. Khi mà nhắc đến việc canh điểm vào lệnh tốt thì mình hình dung ngay ra nó cũng giống như việc đi đãi vàng. Không phải nơi nào cũng có vàng, không phải thị trường lúc nào cũng có điểm vào lệnh đẹp. Đó là lý do tại sao kiên nhẫn lại là một yếu tố quan trọng trong công việc này. Chúng ta chỉ chọn những điểm vào đẹp và tốt, loại bỏ những bùn đất, sỏ đá ra. Vì chỉ cần vào lệnh bừa bãi, thua một lệnh thì chúng ta phải tìm một lệnh thắng khác bù lại mới quay về thời điểm ban đầu. Thị trường đầu năm cũng không có nhiều điểm vào. Tuy nhiên, trong video này, mình sẽ chia sẻ một số điểm vào khá đẹp mà mọi người có thể tham khảo. Trước khi bắt đầu thì mình có một lưu ý là hiện tại mình không có kênh TikTok. Các kiến thức mình chỉ chia sẻ trên kênh YouTube này và trên website nukeda.com. Nên nếu bạn gặp những kênh TikTok mạo danh Nukeda thì hy vọng bạn giúp mình báo cáo kênh đó là mạo danh nhé. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay nhé. Chúng ta sẽ đi đến với trường hợp đầu tiên. Đây là cặp EURJPY khung 5 phút. Và ở trên biểu đồ này thì chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn này nó không quá rõ ràng. Ở cái giai đoạn gần nhất với giai đoạn hiện tại thì nó thiên về lực tăng thông qua những cái con sóng tăng mạnh. Tuy nhiên thì ngay trước đó nó lại là những cái con sóng giảm. Và trước đó nữa thì là một con sóng giảm mạnh. Khi con nhỏ biểu đồ lại thì chúng ta sẽ có cái lực giảm, sau đó là một giai đoạn gần như là đi ngang và nó không rõ ràng cho lực bên nào. Mặc dù cái giai đoạn gần nhất này thì nó chỉ hơi thiên về tăng một chút thôi. Tới cái thời điểm này, nếu mình nhìn biểu đồ như trên hình thì gần như là mình sẽ không quan tâm, bởi vì nó chưa có một cái dấu hiệu nào tốt cả. Tuy nhiên chúng ta sẽ xem tiếp giá di chuyển một giai đoạn nữa nhé. Đây, cho cái thời điểm như hiện tại, nó cũng đã bắt đầu vào buổi trưa và buổi chiều giờ Việt Nam. Đó cũng là cái lúc mà mình canh vào lệnh nhiều hơn, bởi vì đó là thời điểm cuối phiên Á trước phiên Âu. Và thông thường thì phiên Âu và phiên Mỹ giá nó sẽ chạy mạnh hơn phiên Á. Thêm nữa là như trên hình hiện tại, chúng ta thấy một giai đoạn giá nén dần tại đây. Các cái biên độ sóng cũng rất là đều. Sóng tăng gồm những cái cây nến xanh liên tiếp, các cây nến xanh liên tiếp này. Sóng giảm cũng gồm những cái cây nến đỏ liên tiếp. Mình sẽ phóng lớn cái giai đoạn này lên. Và nó đi trong một biên độ hình tam giác, các cái đáy cao hơn và các cái đỉnh nó ngang ở đoạn này. Chúng ta có thể thấy là ở cái cản đầu tiên thì cho tới cái giai đoạn này giá phá qua, nhưng lên tới cái vùng cản tiếp theo này giá bị phá bán đẩy ngược lại. Tuy nhiên là phe mua vẫn đang giữ vững được và tạo những cái đáy cao hơn, tiếp tục đẩy giá lên, phá qua cái vùng cản trên này. Và cái đáy này chúng ta cũng thấy là nó có một cái cặp nến engulfing, thể hiện một tín hiệu nến mạnh. Do đó mình đã vào một lệnh mua tại thời điểm này. Đối với cái giai đoạn nén đẹp này thì mình nhận thấy là nó vẫn đang chịu ảnh hưởng. Đầu tiên là cái lực tăng trước đó, nó có một cái tín hiệu đẹp và một cái thời điểm vào lệnh đẹp là trước phiên Âu. Mặc dù nó cũng có những cái yếu tố không được đẹp, như là trước đó nó có một cái vùng cản tại đây. Và khi mà chúng ta thu nhỏ lại thì chúng ta cũng thấy là một lực giảm lớn hơn tại đây nữa. Tuy nhiên cái lực giảm này nó đã bị yếu đi thông qua cái giai đoạn đi ngang không có quy luật này. Cho tới thời điểm này thì nó vẫn đang thể hiện một lực giảm rõ ràng. Nhưng sau cái con sóng này phá lên thì lực tăng đang bắt đầu chiếm ưu thế trở lại. Và tiếp tục phe bán cố gắng đẩy xuống, hai lần không thành công, lực tăng lại đẩy lên tạo cấu trúc tăng. Do đó cái lực giảm trước đó này nó đã bị yếu đi rồi. Và mình kỳ vọng là cái lực tăng này tiếp đến là cái điểm vào này, nó sẽ tiếp tục đẩy giá đi lên một đoạn nữa, ít nhất là đủ cái điểm chốt lời của mình. Mặc dù nếu mà kỳ vọng xa hơn thì chúng ta có thể kỳ vọng lên tới cái vùng trên này. Đó là những lý do mà mình vào lệnh. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp diễn biến sau đó giá chạy như thế nào nhé.
Thực tế là chỉ cần tới đây là giá nó đã chạm điểm chốt lời của mình. Tuy nhiên là mình muốn tua tiếp giá cho tới cái giai đoạn đằng sau để chúng ta thấy thêm cái bức tranh, cái cách mà giá phản ứng khi giá tới một cái vùng cản lớn hơn. Là cái vùng này, như trước đó chúng ta cũng đã đề cập tới. Rồi chúng ta cùng nhìn một cái bức tranh lớn này. Chúng ta sẽ thấy rõ được cái momentum của nó, cái cách mà giá nó đi lên từ cái điểm vào lệnh, sau đó tới một cái vùng cản lớn hơn của phe bán là vùng này. Chúng ta thấy là giá nó có những cái đợt đâm lên, phe mua cố gắng phá qua nhưng không thành công, giá lại bị đẩy giảm xuống. Tiếp đến là một cái giai đoạn đấu tranh, vì lực mua trước đó vẫn đang còn mạnh nên là nó vẫn cố gắng đẩy lên, nhưng cái vùng cản này nó cũng vẫn mạnh. Giá mặc dù cố gắng đẩy lên nhưng lại tiếp tục bị thất bại và các vùng cản của phe mua liên tiếp bị phá thủng. Thì tới cái khu vực này chúng ta thấy được là phe bán nó đang bắt đầu chiếm ưu thế, phe mua cũng đã yếu dần, các cái đường giá nó cũng chuyển từ dốc sang thoải dần này. Đó cũng là cái dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy rõ lực nó chuyển từ mạnh sang thoải dần và yếu dần. Đây là một điểm vào khá là hiếm hoi khi mà trong thời gian gần đây thị trường chạy không được đẹp cho lắm. Chúng ta có thể thấy những biểu đồ như là vàng này, giá đi quét lên quét xuống, phá đỉnh phá đáy rất là xấu. Và nếu mà chúng ta cố gắng tìm điểm vào lệnh tại những cái khu vực này thì khả năng bị quét điểm dừng lỗ cũng rất là cao. Đó chính là cái lý do mà chúng ta cần phải kiên nhẫn, chọn đúng cái khu vực tiềm năng có vàng thì chúng ta mới bắt đầu đãi vàng. Hay ở cặp tiền EURUSD cũng vậy, biểu đồ đi rất là xấu, các giai đoạn đi ngang lớn cũng như là nó không có một cái điểm vào nào tốt. Và nếu ở những giai đoạn xấu chúng ta không vào lệnh thì chúng ta cũng đã giữ được lợi nhuận, bởi vì sẽ có những giai đoạn thị trường đi rất đẹp, giá đi xu hướng rõ ràng và xuất hiện nhiều điểm vào, thì đấy mới chính là cái thời điểm mà chúng ta nên vào nhiều lệnh, chứ không phải chúng ta thường mắc phải lỗi sai là khi bị dừng lỗ, khi bị stop loss. Đặc biệt là ở những thị trường xấu thì chúng ta cố gắng vào nhiều lệnh hơn để gỡ gạc lại, từ đó dẫn đến cái việc là chúng ta mất hết sạch lợi nhuận và mất luôn cả vốn. Đó là cái bẫy mà đánh vào tâm lý của chúng ta. Một điểm vào lệnh tiếp theo, đây chính là biểu đồ của CAD/JPY khung 15 phút. Nếu nhìn từ đây thì chúng ta có thể thấy rõ ngay là ở cái giai đoạn này nó xuất hiện một giai đoạn nén đáy cao hơn, và chúng ta có một cái tín hiệu vào lệnh đẹp tại giai đoạn này. Cái thời gian xuất hiện nó cũng vào khoảng 13:30, cũng tầm trưa và đầu chiều bắt đầu phiên Âu. Nó cũng là một cái khoảng thời gian đẹp. Tuy nhiên thì cái biểu đồ trước đó nó đang thiên về giảm, chúng ta thấy là không được đẹp cho lắm. Nhưng nếu chúng ta co nhỏ lại tiếp, nhìn một cái bức tranh lớn hơn, chúng ta sẽ thấy là cái giai đoạn này nó lại nằm đúng cái vùng bò lớn tại đây, vùng cản của phe mua ở đây. Nếu mà mình mở qua khung lớn hơn là khung 1 giờ, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đây. Như vậy thì tại vùng này nó xuất hiện một giai đoạn đi ngang, trước đó là giảm, sau đó là những con sóng tăng, hai phe đấu tranh, và cuối cùng là một con sóng tăng phá mạnh đi lên, phá qua cái vùng đi ngang đó. Tiếp đến là giai đoạn nén. Vậy thì đây cũng chính là một cái kịch bản giống như trong cái bài sóng dẫn hướng mình đã chia sẻ trước đây rồi. Các bạn có thể tìm cái video đó xem lại. Cũng như là cái lý do phe bò tại đây nó cũng được ủng hộ bởi cái việc là nó đang ở một cái vùng bò lớn hơn, thì chúng ta hiểu được là tại sao phe bò vào tại đây, và cái tiềm năng nếu mà chúng ta vào lệnh mua tại cái thời điểm này nó có khả năng đi lên tiếp. Đây, chúng ta có thể vào lệnh mua như thế này. Stop loss ở dưới vùng này. Chốt lời có thể lên tới cái vùng cản của phe bán trước đó, cũng như là cái thời điểm như mình nói rồi, nó xuất hiện vào đầu phiên Âu từ khoảng 1 đến 2 giờ chiều. Rồi, chúng ta sẽ xem tiếp diễn biến của giá nhé. Đó, chúng ta thấy là giá sau đó lên một mạch tới cái vùng cản này, và sau đó có một lực bán đẩy xuống. Nhưng bởi vì lực mua mạnh nên là nó tiếp tục phá lên
chúng ta cũng thấy được rõ ràng là nó khác nhau với cái trường hợp trước. Trường hợp trước thì khi mà giá lên vùng cản lớn hơn của phe bán thì giá tạo ra nhiều lần thất bại không thành công, sau đó nó đi ngang cố gắng đẩy lên không thành công rồi mới bắt đầu tạo cái cấu trúc giảm. Thì nếu chúng ta thấy nhiều lần phe bò không thành công như vậy, chúng ta biết là lực bò đang yếu dần rồi và nó có khả năng đảo chiều, nên là nếu mà chúng ta chưa chốt lệnh thì chúng ta có thể canh thoát lệnh khi mà thấy những tín hiệu đó. Như ở trong trường hợp này thì nó lại phá lên hoàn toàn. Như vậy cái vùng gấu này nó không còn trụ vững được cái lực của phe bò trước đó nữa. Đây cũng là một cái điểm vào khá là tốt mà mình đã vào lệnh. Các bạn có thể thắc mắc là tại sao mình lại canh được những cái điểm vào như thế này. Thì thực tế là không phải mình canh cả ngày. Bởi vì ví dụ cái giai đoạn đi ngang này ở buổi sáng thì gần như là nó không cho một cái tín hiệu vào lệnh. Và trong rất nhiều video mình đều nói là mình bắt đầu canh ở cái thời điểm lúc trưa và đầu giờ chiều. Thì ở cái thời điểm đó nó đều xuất hiện những cái điểm vào mà thỏa mãn những cái yếu tố để mình có thể vào lệnh. Tức là gần như mình không phải mất nhiều thời gian canh lệnh cả ngày. Và nếu chúng ta đặt cái trường hợp này vào cái thời điểm buổi sáng hoặc buổi sáng sớm hay buổi tối muộn thì chắc chắn là mình sẽ bỏ lỡ. Đó chính là cái lý do tại sao mình nhắc lại cái thời gian, thời điểm vào lệnh cũng rất là quan trọng. Nên là bạn cũng cần phải lựa chọn những cái thời điểm mà bạn cảm thấy là tỷ lệ những cái lệnh xuất hiện theo phương pháp của bạn xảy ra nhiều, thì bạn tập trung vào cái thời điểm đó nhiều hơn, chứ không phải là bạn cứ dành cái thời gian cả ngày để quan sát biểu đồ. Và khi dành thời gian cả ngày quan sát như vậy thì chúng ta cũng không thể nào tập trung được vào một cái giai đoạn nào cả. Năng lượng của con người cũng có hạn và chúng ta chỉ tập trung được trong những khoảng thời gian ngắn thôi. Tiếp đến thì mình có một cái lệnh nữa mà mình cũng cảm thấy khá là đẹp. Đây là biểu đồ của cặp AUD-JPY khung 5 phút. Và đây là lệnh cuối rồi nên là mình cũng sẽ review nhanh cái lệnh này để mọi người có thể biết cái lý do mình vào lệnh. Đây chính là cái thời điểm mình vào lệnh bán và stop loss của mình ở trên vùng này. Chúng ta thấy là ở cái thời điểm này giá nó nén lại trong một cái vùng tam giác, lên xuống, nén lại và sau đó phá xuống. Đấy chính là một cái tín hiệu vào lệnh tốt. Cộng thêm cái thời gian vào lệnh thì cũng khoảng vào lúc trưa, tầm 11 giờ. Thêm nữa là trước đó lực bán đang chiếm ưu thế rõ ràng. Cái lệnh này thì nó dễ dàng hơn những cái lệnh trước bởi vì nó là một cái xu hướng, một cái lực rõ ràng rồi. Nó không có những cái vùng cản ở gần, những cái vùng bò ở gần mà có khả năng đẩy giá ngược trở lại. Nên là ở cái lệnh này mọi yếu tố đều thuận lợi. Chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta cũng thấy là cái lực giảm rõ ràng, không phải bàn gì nhiều. Thì đây cũng được xem là một lệnh đẹp, gần như là không có yếu tố nào không ủng hộ cả. Chúng ta có thể thấy là giá đi rất rõ ràng, tiếp tục xu hướng. Đó, lệnh này hội tụ đủ mọi yếu tố nên là cái khả năng giá đi đẹp cũng sẽ cao hơn. Rồi, hy vọng video này sẽ giúp các bạn có thêm được những cái góc nhìn và hiểu được cái cách chọn một lệnh đẹp là như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.